Chào mừng quý vị và các bạn đến với X Giải Trí. Quang Lê hé lộ tài sản khủng ở Mỹ, mức thuế đất mỗi năm gây choáng. Quang Lê tiết lộ bản thân có 3 căn nhà, mỗi căn nhà giá trị khoảng 1 triệu USD. Mới đây trên kênh YouTube cá nhân, Thúy Nga đã đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh cô cùng ca sĩ Quang Lê biểu diễn trên sân khấu. Trước khi hát Gõ Cửa Trái Tim, Thúy Nga bày tỏ mong ước sở hữu căn nhà 35 triệu đô. Nghe vậy, Quang Lê khẳng định về Việt Nam anh mua nhà cho em. Sau đêm diễn, nam ca sĩ đã lái xe chở Thúy Nga về nhà. Khi đi ngang qua một khu nhà giàu, Quang Lê hỏi Thúy Nga, nếu sau này hai đứa mình sống về đây sống em thấy thế nào? Nữ diễn viên hài trầm trồ cho biết mỗi căn nhà ở khu này có giá hàng chục triệu USD. Để thuyết phục người đẹp, Quang Lê đã nhanh chóng giải thích căn lớn mới có giá đó, còn căn hộ vừa chỉ ở mức 6-7 triệu đô. Bây giờ anh có 3 căn nhà, Thúy Nga có 2 căn nhà, mai mốt mình cưới nhau, anh bán 3 căn nhà của anh, em bán 2 căn nhà của em là vừa đủ 7 triệu đô để mua một căn cơ vừa ở khu này rồi. Không chỉ thế, giọng ca hải ngoại còn cho biết mỗi căn nhà của mình có giá hơn 1 triệu đô, mỗi năm phải trả 10.000 USD tiền thuế đất. Mình không đủ giàu thì mình mua nhà gần đó, cách đó 5 phút lái xe cũng được. Quang Lê và Thúy Nga chia sẻ về video clip YouTube Thúy Nga vừa post lên về tài sản của hai người đều có. Khi bị đối phương nghi ngờ giới tính khi hôn nhiều đồng nghiệp nam như Đan Nguyên, Mạnh Quỳnh, nam ca sĩ vội vàng lên tiếng thanh minh: tôi hôn má chứ đâu có hôn môi, tôi hôn Đan Nguyên là lũ hôn tình bạn. Theo phong cách Pháp, đàn ông hôn lên má nhau là bình thường, khi nào hôn môi mới tính. Hôn má là thể hiện tình cảm anh em, do mọi người có tư tưởng cổ nên mới thấy làm lạ. Người ta cứ nghĩ đàn ông hôn đàn ông là giới tính thứ ba, nhưng không phải. Những người đàn ông đích thực hôn nhau không e dè, lo ngại vì họ không có gì với nhau, còn các cặp đôi giới tính thứ ba yêu nhau thật mới ngại thể hiện ra trước công chúng. Đúng là trong giới nghệ sĩ thì cũng không biết đâu là giới tính thật của họ cả. Quang Lê cũng đã từng cưới vợ và cặp kè với rất nhiều người đẹp, nhưng giờ đây chúng ta lại thấy cảnh hôn nhau với Đan Nguyên, Mạnh Quỳnh thì cũng phải nghi ngờ. Và Quang Lê đã giải thích điều đó. Quang Lê quay sang nói với đồng nghiệp: tôi sẽ hôn môi em ngay bây giờ nếu em muốn, khiến Thúy Nga bật cười thích thú. Thúy Nga rất là hài. Trên kênh của mình, nam ca sĩ đã đăng lại đoạn clip này kèm dòng chú thích: Quang Lê cảm giác Thúy Nga về chung một nhà nhưng không thành. Vâng, hai đôi nghệ sĩ diễn rất là hợp với nhau và rất tình tứ. Họ chia sẻ những tình cảm và muốn ở chung với nhau, nhưng đó chỉ là diễn thôi các bạn ạ, trên kênh YouTube của Thúy Nga đó. Thời gian gần đây, Quang Lê và nữ nghệ sĩ đã hơn 3 tuổi thường xuyên sánh đôi và không ngại có những cử chỉ tình tứ với nhau trong các ảnh clip đăng tải. Thúy Nga cũng từng chia sẻ hoạt động khoảnh khắc qua nhà gặp mẹ nam ca sĩ. Điều này khiến nhiều fan của cặp đôi đầy tuyền. Thậm chí trong cuộc điện thoại trò chuyện với Si Black, cặp đôi cũng được đàn chị hỏi khi nào mới tổ chức đám cưới. Tuy nhiên đây chỉ là những lời đùa vui với nhau giữa những người bạn thân thiết. Thực ra Quang Lê mới là đàn ông thẳng nhiều tiền thì chắc chắn không chọn Thúy Nga, bởi vì Thúy Nga đã già và xung quanh Quang Lê rất là nhiều phụ nữ trẻ đẹp, xinh tươi. Quang Lê được biết đến là nam ca sĩ đất sâu trong nước và hải ngoại. Sau nhiều năm hoạt động giải trí, giọng ca Về Đâu Mái Tóc Người Thương có cát xê và khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chính vì vậy, nam ca sĩ có cuộc sống dư giả với biệt thự, tiền tỷ, dàn xe siêu sang của các thương hiệu, chứ dành đồ dùng hàng hiệu, nhẫn kim cương. Giọng ca gốc Huế từng nhiều lần theo những chiếc đồng hồ giáp kim cương có giá từ 600 đến 800 triệu đồng. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ tiết lộ về cơ ngơi của mình, trong đó tiền thuế đất phải đóng hàng năm khiến người hâm mộ trầm trồ. Trong một video hồi tháng 9, Quang Lê hé lộ về một căn nhà mới tậu có không gian rộng rãi, tiện nghi, được thiết kế theo chuẩn phong cách cổ điển sang trọng. Trên tường có treo nhiều bức tranh cổ của Quang Lê. Chính nam ca sĩ cũng tự nhận không gian nhà mình rất hoàng gia. Ca sĩ Mai Thiên Vân suýt xa và không ngừng thốt lên: Quang Lê giàu quá, không ngờ Quang Lê giàu như vậy.